Xin chào các bạn, mời các bạn cùng Văn Lang News điểm qua các tin tức sự kiện nổi bật trong tuần qua của Trường Đại học Văn Lang nha. Trong tình hình tái bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, tháng 6 của Văn Lang vẫn sôi động hoạt động hợp tác quốc tế, tọa đàm học thuật, hội thảo nghiên cứu khoa học ở khối ngành sức khỏe, kinh tế và kỹ thuật công nghệ. Khoa răng hàm mặt tổ chức hai sự kiện chuyên đề, webinar cắn khớp, vị trí tiếp xúc cơ và hội thảo hợp lý hóa lao động trong ngành nghề nha khoa, với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Ngày 17 tháng 6, Khoa y Trường Đại học Văn Lang đã phối hợp cùng MediCenter and Thermo Fisher Scientific tổ chức buổi hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề Quản lý sử dụng kháng sinh trong thế kỷ 21, thách thức và giải pháp. Ở khối ngành kinh tế, khoa du lịch và khoa kế toán kiểm toán đã tổ chức thành công hai sự kiện khoa học lớn. Ngày 9 tháng 6, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang khẳng định uy tín và khả năng kết nối của mình, đồng tổ chức tọa đàm online chủ đề Nghiên cứu thực địa trong khoa học xã hội, kết nối hơn 100 nghiên cứu sinh, nhà khoa học tham dự đến từ 58 địa điểm khác nhau trên đất nước Việt Nam, Pháp, Anh và Mỹ. Hội thảo kế toán kiểm toán trong kỷ nguyên số quy tụ những chuyên gia, nhà nghiên cứu uy tín, đem đến những kiến thức mới, cập nhật xu hướng thời đại, đưa ra nhiều giải pháp tích cực về đổi mới phương pháp học, giảng dạy và làm việc hiệu quả cho một người kiểm toán viên trong thời kỳ kỷ nguyên công nghệ. Khối ngành công nghệ kỹ thuật thể hiện ưu thế nghiên cứu khoa học của khối ngành mình tại Văn Lang. Đầu tháng 6, Khoa Công nghệ kết hợp cùng Trường Đại học Thammasat, Viện Công nghệ Sirinhorn, Thái Lan và Asian Pacific Network đồng tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề vi nhựa, quy tụ 296 nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đến từ nhiều nước trên thế giới. Khoa Kỹ thuật tổ chức thành công hội thảo quốc tế về đổi mới trong máy tính, kỹ thuật và vật liệu ICEM 2021. Hơn 100 người tham dự cũng có thể khám phá cùng đối thoại với các tác giả của 33 đề tài nghiên cứu khoa học trong phần booth session với hệ thống mô phỏng phòng hội nghị chuyên nghiệp và hiện đại của trang Emit. Ngày 29 tháng 6, Khoa Công nghệ ô tô đã phối hợp cùng Trường Đại học Phùng Giáp và Trường Đại học Quốc gia Trung Hưng tại Đài Loan tổ chức hội thảo khoa học năng lượng và ứng dụng trong ô tô tương lai nhằm tìm ra những giải pháp năng lượng dành cho ô tô thay thế năng lượng từ xăng dầu trước đây. Trường Đại học Văn Lang tiếp tục sứ mệnh kết nối của mình thông qua hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc. Sự kiện hứa hẹn là tiền đề mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Quay trở lại tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến nay, 1.178 cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn Lang đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong chiến dịch tiêm vaccine với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh triển khai, các biện pháp phòng chống dịch cốt lõi vẫn được nhà trường triển khai nghiêm túc mỗi ngày để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho các thầy cô và nhân viên. Ở nhà chơi đùa cùng deadline đã thành câu cửa miệng của sinh viên Văn Lang giai đoạn này. Ngày 25 tháng 6 và 2 tháng 7, các bạn sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và công nghệ sinh học đã xuất sắc hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online của mình. Các bạn sinh viên khóa 23 ngành thiết kế nội thất bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp trước hội đồng. Đây không chỉ là cột mốc tổng kết chặng đường thực hiện nghiên cứu đầy gian lao của các bạn sinh viên trong nhiều tháng liền, mà còn là dấu chấm trọn vẹn cảm xúc cho quãng thời gian miệt mài nơi giảng đường đại học của tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn sinh viên Văn Lang! Nếu không phải là sinh viên cuối khóa, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Nghỉ hè không còn là thông lệ của sinh viên đại học nữa. Trường Đại học Văn Lang sẽ triển khai học kỳ 3 từ ngày 28 tháng 6 và dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 8, lại một mùa cùng Wi-Fi chinh phục mọi thử thách. Chúc sinh viên Văn Lang sẽ trải qua học kỳ 3 với kết quả thật tốt. Có học thì phải có chơi thì phải xơi luôn hạng đầu. Đó là tinh thần của Verdet Team, một đội thi đến từ ngành thiết kế mỹ thuật số, khoa mỹ thuật và thiết kế trên chặng đua Văn Lang Film Fest. Trải qua 2 tuần công chiếu và bình chọn gây cấn, tác phẩm viral clip The VR đầy sáng tạo và hài hước của Verdict Team đã xuất sắc vượt lên nhiều đối thủ nặng ký và về nhất chặng đua vòng bình chọn online, rinh về giải thưởng 5 triệu đồng. Ngoài ra, 20 đội thi hoàn thành tác phẩm mới vào vòng bán kết đều được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng. Chúng ta cùng chờ đợi sự kiện chấm vòng chung kết và đêm gala, vinh danh 19 tác phẩm và đội thi xuất sắc nhất.
trường Đại học Văn Lang còn có ti tỷ cuộc thi, phong trào online cực kỳ sôi động khác do đoàn hội trường Đại học Văn Lang và khoa tổ chức trong mùa dịch nữa đó. Nhận được những hưởng ứng tích cực từ cư dân Văn Lang, hầu hết các cuộc thi đều đã đi đến hồi kết, tìm ra được chủ nhân chiến thắng giải thưởng chung cuộc. Ngại gì không nhanh tay nhắn tin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại nhau sau mùa dịch các bạn nhỉ. Một tuần mà quá nhiều sự kiện để kể ở Văn Lang, chuyển động của Văn Lang nhanh và đa màu sắc. Mình chỉ mong bản tin mỗi tuần luôn đầy ắp tin tức như thế này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Thời đại mạng xã hội lên ngôi và ngay cả khi không thuộc Gen Z thì chúng mình vẫn sáng mở Facebook, trưa lướt Instagram và tối thì quẩy cụm TikTok. Bởi vậy thì các cụm từ hit drama, bóc phốt, khẩu chiến online trở nên cực kỳ quen thuộc với các bạn sinh viên. Hello mọi người, đáng lẽ là bây giờ mình đang chuẩn bị đi tẩy trang rồi, nhưng mà mình phải lên đây on the mic với mọi người bởi vì mình quá bức xúc về cái việc mà trường Đại học Văn Lang đang bị phốt về việc đóng học phí với mọi người. Thật sự là mình thấy cái phốt này rất là xàm luôn. Nhiều khi giận hạn nó đến, bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi. Ngay trong cộng đồng Văn Lang tụi mình thôi cũng tối ngày hit drama. Gần đây thôi thì drama xoay quanh câu chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy đã tạo nên 3 ngày bão mạng trên khắp các group cộng đồng Văn Lang. Bão tan thì trời sáng, nhưng mà có những cụm từ vẫn còn đang hot rần rần với các bạn trẻ mê drama của Văn Lang. Như là khu du lịch LV chẳng hạn, các bạn có thấy quen không? Xin chào các bạn, mình là Minh Nhật, sinh viên khóa 24 của ngành quan hệ công chúng. Và ngày hôm nay thì mình rất vui khi được đồng hành cùng một tiêu điểm trong bản tin Văn Lang News số đầu tiên. Và sau khi xem xong một clip ngắn mở đầu vừa rồi thì Minh Nhật nghĩ rằng phần đông các bạn sinh viên Văn Lang sẽ rất tâm đắc với một câu nói. Đó chính là nhiều người ngoài nếu như mà nói về những sự việc không đúng về trường Đại học Văn Lang thì tới công chuyện với trường chúng tôi đó. Có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị ạ. Và bên cạnh những bài post, những lời comment trên mạng thì Minh Nhật còn thấy có rất nhiều những bạn sinh viên Văn Lang đang thực hiện những sản phẩm cá nhân để truyền bá thông tin, hình ảnh của trường Đại học Văn Lang đến rộng rãi hơn trên cộng đồng mạng. Và điều này đã tạo ra một hiệu ứng rất tốt đẹp. Và sau đây thì xin được mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ hai trong số rất nhiều những bạn sinh viên thực hiện những vlog, những review về trường Đại học Văn Lang hiện đang được chiếu trên YouTube nhé. Mình nghĩ là không có riêng một mình đâu, mà có rất là nhiều những bạn sinh viên ở Đại học Văn Lang nói riêng nè, rồi những cái trường đại học khác nói chung á, cũng làm rất là nhiều video về chủ đề này nữa. Và mình nghĩ là qua những cái video như vậy á, thì tụi mình sẽ có thể, những bạn như mình nè, sẽ có thể nhìn được cuộc sống của những bạn sinh viên ở trường khác như thế nào, cái môi trường học tập của những cái trường khác ra sao. Biết đâu mình có thể học hỏi được những cái điểm hay. Còn đối với những em mà cấp 2 hay là cấp 3, những em mà sắp vào đại học á, qua những cái video như vậy sẽ có thêm cái nhìn chân thực nhất, cái nhìn gần nhất về một cái môi trường học đại học. Thì đối với mình á, Văn Lang chính là một ngôi nhà chung. Nơi đây đã tạo cho mình rất là nhiều mối quan hệ. Mình đã tìm thấy được những người bạn và nhìn thấy được sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô và môi trường thân thiện ở nơi đây. Và chắc hẳn trong tương lai, kênh Cô Hưng Vlog của mình sẽ ra thật nhiều cái vlog về trường Đại học Văn Lang để mọi người hiểu rõ hơn và cảm thấy yêu thích Văn Lang giống như mình. Yeah, I love you Văn Lang. I love you. Sinh viên thực hiện những vlog review về trường Đại học Văn Lang nhận về rất nhiều những ý kiến tích cực từ cộng đồng mạng bởi vì độ sáng tạo của các bạn quá cao, sự hài hước mặn mòi của các bạn thể hiện trong từng video và tính chân thực tự nhiên nữa. Và thay mặt cho nhà trường thì Minh Nhật xin được gửi lời cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp lan tỏa hình ảnh của trường Đại học Văn Lang rộng rãi trên cộng đồng mạng. Một vài năm trở lại đây thì truyền thông chính thống của trường Đại học Văn Lang đang bắt đầu hồi tin thông qua việc tạo ra những sản phẩm trẻ trung và bắt trend cũng khá là ổn. Tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Vui được đồng hành cùng Văn Lang khi khám phá đời sống sinh viên Văn Lang thông qua các từ khóa. Vô cùng đặc biệt và độc quyền của Văn Lang. Văn Lang là một vùng khác đông dân với 50 bộ tộc. Người dân Văn Lang đặc biệt yêu thích hội hè vui chơi nhảy múa. Dân chúng ở các bộ tộc làm việc vui chơi quanh năm suốt tháng. Người hiện đại gọi là tổ chức event đấy các bạn. Đây là Văn Lang, để mình đến với thật tình đây là sang trang. Người công sức vào trong mà nhà thật hân hoang. Mỗi ngày đây Văn Lang cùng với nên vừa nên dẫn chàng. Các bạn có tò mò những anh chị phóng viên, những anh chị biên tập viên chuyên nghiệp nghĩ gì về các hướng đi mà các kênh truyền thông đại học nên đầu tư không nào? Và hãy cùng lắng nghe một số ý kiến sau đây nhé.
Tổng cũng là người đã đưa tin rất là nhiều các sự kiện của trường. Những cái sự kiện này đều thu hút rất là đông đảo sự quan tâm của báo giới. Thực là bên Văn Lang rất là chịu cập nhật cái mới. Đợt vừa rồi thấy Văn Lang cũng nhắm tới cái mạng xã hội đang hot mới, đó là TikTok. Nếu mà các trường khác mà có thể mà theo Văn Lang về vấn đề là bắt trend ở trên TikTok, tổ chức thêm những cuộc thi cho sinh viên ở trên TikTok thì mình nghĩ là rất hiệu quả. Cái điểm mạnh mà tôi đánh giá đó chính là ekip của phòng truyền thông của trường, mà ít trường nào mà có thể làm được, đó là ekip chụp hình và quay phim. Nếu mà nhà trường đầu tư ekip thực hiện tập trung vào mạng xã hội và nền tảng internet thì đây là một kênh truyền tải thông tin cực kỳ hiệu quả. Và mình nghĩ là các trường đại học cũng nên đi theo xu hướng, đi theo cái trào lưu, theo cách trend mà giới trẻ hiện nay đang đi tới. Qua những cái câu hỏi này thì mình cảm nhận được truyền thông của Văn Lang rất là cầu tiến, bởi vì luôn muốn là tốt hơn, luôn muốn phát triển hơn, chuyên nghiệp hơn để có thể là làm cái nhiệm vụ truyền thông của mình đối với xã hội và trước mắt là đối với đội ngũ sinh viên, giảng viên của nhà trường. Cái kênh truyền thông social của Văn Lang khởi sắc trong khoảng 5 năm trở lại đây và đánh dấu bằng sự kiện thành lập fanpage chính chủ của trường đại học Văn Lang vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Và quả thật thì admin đã chọn một ngày quá là đặc biệt để dễ nhớ hơn với các bạn sinh viên. Fanpage của trường đại học Văn Lang gọi là sinh sau đẻ muộn, nhưng về tốc độ phát triển thì không thua kém ai đâu nha. Đến nay đã đạt gần 215.000 người theo dõi rồi đó. Và bên cạnh fanpage của trường là trung tâm thì một loạt hệ thống fanpage vệ tinh khác đang phát triển vô cùng đa dạng. Ngoài Facebook, truyền thông Văn Lang cũng đã bắt đầu đầu tư cho các kênh social khác như YouTube, Instagram, Zalo và mới nổi gần đây đó chính là TikTok. Tuy là dân chơi thế hệ mới nhưng mà xin được chúc cho các kênh social của Văn Lang đều sẽ có sự phát triển ấn tượng trên đàn anh cả fanpage nha. Sự phát triển của các cái nền tảng mạng xã hội trong khoảng 5-10 năm trở lại đây là một bước tiến rất lớn của truyền thông nói chung và truyền thông giáo dục đại học nói riêng, khi nó mở ra một cái cơ hội tiếp cận lớn hơn rất nhiều cho những người làm sản phẩm truyền thông trong việc chúng ta tiếp cận đối tượng một cách lan tỏa hơn, các cái sản phẩm đa dạng hơn rất nhiều. Cái sự cộng hưởng của cộng đồng nói chung để các cái sản phẩm truyền thông nó được vươn tầm lên một cái tầm đón nhận mới thì đây là những cái điều mà trước đây chưa bao giờ có được khi mà chúng ta chưa có mạng xã hội. Khi mỗi một công dân là một nhà báo, khi mỗi một trang Facebook cá nhân là một tờ báo thì rõ ràng rằng cộng đồng hoàn toàn có thể làm truyền thông. Và vì vậy đây là cái cơ sở để chúng tôi tạo ra những cái group tin tức cộng đồng để cho chính các bạn sinh viên, học sinh có thể tham gia đóng góp tin tức cho truyền thông, tạo nên sản phẩm thật sự cho công tác truyền thông nói chung của nhà trường. Đồng thời các cái sản phẩm truyền thông của các bạn sẽ trở thành chất liệu để những người làm truyền thông từ đó có thể là tiếp tục phát triển, nhào nặn và cũng như là phát hành. Thì đây là một cái tính cộng hưởng hai chiều giữa cộng đồng và những người làm truyền thông. Tôi suy nghĩ truyền thông nội bộ của một tổ chức như Đại học Văn Lang gồm nhiều đơn vị thì như một cái đoàn tàu. Nó là một cái sự gắn kết để đi đến đích với cái mục tiêu chung và phát triển. Do đó tôi xin khẳng định truyền thông nội bộ đóng đối với mỗi thành viên trong cái gia đình Văn Lang vô cùng quan trọng và không thể thiếu được. Tôi rất cảm kích với nhiều thầy cô giáo của trường Đại học Văn Lang trong thời gian vừa qua đã dành cho trường một tình yêu rất lớn và chân thành nhất, đã hỗ trợ cho trường làm cái công tác truyền thông trong mọi hoạt động, trong mọi sự kiện. Và nó là một trong những đầu nối tin cậy giữa nhà trường sinh viên và phần nào tác động tích cực đến cái hướng phát triển ra ngoài xã hội. Đại học Văn Lang có một cái đặc thù và một cái lợi thế, đó là trường có cái ngành quan hệ công chúng truyền thông. Từ lực lượng sinh viên năng động của cái ngành quan hệ công chúng truyền thông thì chúng ta có rất nhiều tài năng tham gia cùng với lĩnh vực truyền thông của trường và trong công tác với vai trò là một cái cộng tác viên và sau đó là nhân viên và là giảng viên, trở thành giảng viên chính thức của trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra không chỉ có khoa quan hệ công chúng truyền thông mà trong lĩnh vực truyền thông là lĩnh vực không kém ngành học. Vì vậy mỗi năm Văn Lang sẽ đón nhận rất nhiều bạn trẻ đam mê với truyền thông và hỗ trợ trường rất tích cực trong các dự án sản phẩm truyền thông. Và như một ý trong đoạn Thùy Tuấn chia sẻ mà Minh Nhật rất tâm đắc, đó chính là các bạn sinh viên chính là lực lượng làm truyền thông quan trọng nhất của trường Đại học Văn Lang. Và thực tế thì trong trường mình cũng có rất nhiều những tổ chức, các phòng ban chức năng, các câu lạc bộ để các bạn sinh viên và nhất là những bạn sinh viên học ngành quan hệ công chúng truyền thông hay gọi tắt là PR như mình
tham gia và trải nghiệm về một môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Và về vấn đề này thì Minh Nhật xin được phép kết nối với một đàn em học khóa 26BA và hiện tại cũng đang là một cộng tác viên rất tích cực của bên nhà trường nha. Alo, Minh Khoa đúng không em? Dạ, em Khoa anh Nhật ơi. Dạo này tình hình dịch bệnh của bên em sao rồi, có ổn không? Dạ, chưa giăng dây là em vui sướng hạnh phúc lắm anh ơi. Có cái là hơi buồn, tại vì em ở nhà không à. Ok, anh có một cái job nhỏ dành cho em nè. Hiện tại thì anh đang thực hiện bản tin Văn Lang News. Thì không biết rằng anh có thể nhờ em giới thiệu về các câu lạc bộ và các cách thức để mà sinh viên ở trong trường có thể tham gia để thực hiện bản tin này được không em? Tới luôn anh ơi. Dạ, mấy vụ này chứ, vụ này em thích lắm. Em bắt đầu luôn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Minh Khoa và ngày hôm nay tôi sẽ hóa thân thành Mr. Connect để review cho mọi người về những tổ chức truyền thông ở trường Văn Lang. Đây là những nơi mà các bạn có thể là tổ chức sự kiện, dựng phim, quay phim, chụp ảnh các kiểu. Những người mà có đam mê về những mảng này thì các bạn có thể tham gia ngay trong chính trường đại học của mình luôn. Và nếu mà có một người nào đó hỏi tôi, các tổ chức truyền thông ở trường đại học Văn Lang là bao nhiêu? Tôi xin trả lời một con số vô cùng cụ thể, đó chính là rất nhiều nha quý vị. Vì sao? Bởi vì bây giờ tính riêng trường mình thôi, câu lạc bộ đội nhóm của trường cấp trường là có 52 câu lạc bộ đội nhóm rồi, chưa tính cấp khoa nha. Tuột xuống dưới khoa là còn nhiều hơn nữa nha. Rồi mà mỗi sự kiện á là kiểu gì cũng sẽ có một ban truyền thông. Đây là một cái ban rất là mạnh để chạy truyền thông, chạy bài. Vui. Tiếp theo thì tôi sẽ review cho tất cả mọi người về những tổ chức mà chuyên về truyền thông của trường mình, để mà những bạn mà muốn trau dồi kinh nghiệm, làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp thì mọi người có thể apply vào những cái phòng này. Trường mình thì có 3 phòng đang cần tuyển cộng tác viên truyền thông. Và đặc biệt một điều nữa là sinh viên mà làm cho các dự án truyền thông của nhà trường thì sẽ có nhuận bút cho từng sản phẩm. Cấp sinh viên là cũng có một số câu lạc bộ chuyên về truyền thông. Thường những câu lạc bộ này sẽ tuyển thành viên vào mỗi đầu năm học. Những sinh viên nào mà chúng ta muốn tham gia vào câu lạc bộ này, nhớ follow bay. Khi mà các bạn tham gia câu lạc bộ thì sẽ có rất là nhiều lợi ích đến với các bạn, trong đó kể cả việc là mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm việc làm trong tương lai sau đại học. Và chúc các bạn có một đời sống sinh viên thật là vui, trẻ, khỏe giống mình vậy nè. Tạm biệt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video đầu tiên của Văn Lang News. Bản tin được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Văn Lang News. Nếu các bạn có bất cứ tin tức, chủ đề thú vị nào về đời sống Văn Lang, đừng ngần ngại gợi ý cho team truyền thông Văn Lang qua email hoặc tham gia group Văn Lang Daily để cập nhật tin tức hỗ trợ các kênh thông tin của trường mình nha. See you!